需可以如何，天都逼我怕什么，留下我是谁错，谁让我练成凶悍，成就了可以做王，不计后果，能抬头迎面破我。明明能避免雪荒，明明能避免凶恶，明明能极放心洒脱磊落。二轮为没法见光，二轮为长期撞多，心声都不知道哪个，成为最终一个神秘结果。无路上的时光，沉住气埋头苦干，无论有几尺血汗都不可以向下放，从没有怀疑过，从没有路留给我，难道你冠冕堂皇一句就解释我么？邪或正亦由我，愁或倦亦捱得过，人才再可以如何，天都逼我怕什么，留下我是谁错，就可以做我不理后果，能抬头迎面破落。Trong quá trình thẩm vấn, Lập Tệ là nói dối lớn nhất Hồng Kông. Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, cô muốn gì? Tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một kiểm khống viên, công khai tất cả sự thật. Em gái cô đang ở trong tay tôi, một khi phần hồ sơ đó trình lên tòa, em gái cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Là vì có tập đoàn thu lợi ích, không muốn mất đi hàng một công trình có giá trị hơn 50 tỷ đồng này. Một trong số những người hưởng lợi chính là cấp trên của tôi, chủ nhiệm chuyên viên hình sự kiểm khống, Quách Chính. Ông ta cố tình không đề xuất khởi tố, còn thiêu hủy luôn bản báo cáo công trình này, để cho nhà phát triển không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào, tiếp tục cướp bóc trục lợi của người dân chúng ta. Bên khống, tôi muốn xem phần chứng cứ trên tay của cô. Pháp luật là giá trị cốt lõi của xã hội chúng ta. Nhưng lại có người dùng chức quyền của mình coi thường pháp luật, gian lận lừa dối, những người làm tổn hại tới lợi ích của nhân dân này. So với bị cáo, một người chỉ muốn ra tay vì chính nghĩa mà nhất thời manh động phạm pháp này đây, thì càng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hưng, thưa ngài chánh án, những gì tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Ồ vậy à, cũng vậy. Trật tự, công tố viên, tôi cũng như cô đều là người trong giới pháp luật. Lâu nay chúng ta luôn giữ vững tinh thần bảo vệ luật pháp. Tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung trong giới tư pháp có người ý quyền làm càn, phá hoại kỷ cương. Cô yên tâm, phần báo cáo quan trọng như vậy nhất định sẽ giao tới tay của bộ phận chấp pháp. Về phía bị cáo Phùng Chí Vĩ, trước hết bổn tọa sẽ nghiên cứu tất cả chứng cứ rồi quyết định công bố sau. Kết thúc. Luật sư Mạc, cảm ơn cô. Chị hai, em không sao là tốt rồi. Em không sao, là anh rể đã cứu em. Em biết có anh ở đây nhất định sẽ không sao. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vết máu tìm được bên cạnh chiếc xe của Quách Chính, không phải của Hân, có thể là của Quách Chính. Anh tin chắc là Quách Chính đã bị ai đó bắt đi rồi. Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài đi. Có nghe thấy không vậy? Có ai không? Có ai không?
Có ai nghe thấy không? Cứu tôi với! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Có người bắt tôi! Có người bắt cóc tôi! Nếu cảnh sát không thể bắt được mấy người, pháp luật này không làm gì được mấy người, vậy thì để tôi giải quyết mấy người vậy. Tôi muốn mấy người chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Trả tôi đi! Tôi có nhiều tiền lắm, tôi sẽ đưa hết cho anh cũng được nữa. Đúng đó, anh bắt chúng tôi cũng chỉ vì tiền thôi đúng không? Tôi hứa với anh, sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không truy cứu. Anh thả tôi đi. Tôi nghĩ mấy người đã hiểu lầm rồi. Tôi bắt mấy người tới đây là muốn mấy người nhận được sự trừng phạt thích đáng. Hả? Đừng! Quách Chính Long thân là nhân viên tư pháp, mà lại vì lợi ích của cá nhân, ỷ quyền làm càn, xem thường pháp luật, thả tôi bỏ ra. Mặt người khác gặp nguy hiểm, biết pháp phạm pháp, tội càng thêm tội. Tôi biết là tôi sai rồi, tôi sẽ sửa, tôi nhất định sẽ sửa. Quá trễ rồi. Từ Gia Bảo, ông có biết là mình phạm tội gì không? Tham lam, gian lận, hối lộ, thí tiền sáng mắt. Ông có biết vì sự tham lam của ông mà đã có rất nhiều người phải chịu khổ hay không? Mấy người qua mặt được chế độ tư pháp Hồng Kông, nhưng mà không thể qua mặt được chánh án tôi đây. Tôi chính là công lý. Chủ này chính là địa ngục của mấy người. Đừng mà! Đừng mà! Cứu tôi với! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi sắp bị quyển tạp chí này làm cho tăng sông máu rồi. Cứ bị chuyện nói xấu tôi, cô coi đi. Lại nói sằng bậy. Dám nói cái vụ Thanh Thủy Thành có phần của bà, rõ ràng là muốn công kích bà mà. Vậy có cần gửi thư luật sư cho họ không? Sự thật đúng là tôi có quen với Quách Chính và Từ Gia Bảo, nhưng chỉ là bạn bè xã giao qua lại thôi. Tôi sợ là càng môi càng đen. Cô cũng biết cái đám báo chí này mà, cô càng làm lớn thì họ càng vui mừng, nếu đắc tội với họ thì càng phiền phức. Tôi nghĩ là chúng ta nên kéo mấy phiếu sắt để chống đỡ thực tế nhất đó. Bà Bồ, bà một là một già nghĩ cho lợi ích của dân, cứ như vậy mà xuống ngựa thật là không đáng đó. Tôi nhất định phải đắc cử, đây chỉ là hòn đá nâng chân của tôi. Tôi phải đi tới vị trí cao hơn nữa, như vậy mới có thể làm được việc mà tôi muốn làm. Vậy đương nhiên rồi, ít có nghị viên nào có lòng như bà Bồ vậy đó. Tôi ủng hộ bà mà bà Bồ. Hay là cô nhanh nhanh làm một bữa tiệc đi, làm tiệc lớn lấy lòng họ, kéo thêm nhiều phiếu về nữa. Tôi cảm thấy tổ chức tiệc thì không có chắc ăn lắm, nếu như họ ăn no xong rồi thì phủi tay đi về, không bỏ phiếu bà cũng đâu làm gì được họ. Hay là như vậy đi, lần trước chúng ta có tìm anh Tiết giúp chúng ta giải quyết đám người tân giới đó, tôi cảm thấy anh ta cũng có chút địa vị giang hồ, có lẽ cũng kéo được mấy phiếu sắt về đó. Yên tâm đi, lần trước làm xong việc cũng đâu có rắc rối gì, họ chỉ nhận tiền không nhận người, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô liên hệ giùm tôi, nhưng mà phải cẩn thận chút đó. Ừ, biết rồi. Mấy hôm nay tôi gọi cho cậu nhiều lần rồi, tại sao không bắt máy? Đang làm việc đâu có rảnh đâu. Tôi thấy không có gì đặc biệt nên không gọi lại. Tôi là cấp trên của cậu, ít nhất thì cậu cũng phải cho tôi biết là cậu đang an toàn. Lỡ như có chuyện gì thì... Sếp Trác, sếp Trác, cô Bi và Giang vẫn chưa tới sao? Chúng tôi nhận được tin, có thể là tìm được Quách Chính và Từ Gia Bảo, cho nên đã kêu họ đi điều tra rồi. Đinh à, Bộ Dương Thục Dân hiện giờ đang gặp rắc rối, bà ta định làm gì vậy? Thì ra bà ta đang ôm tham vọng, làm nghị viên chẳng qua chỉ là hòn đá nâng chân. Bà ta muốn phát huy sức ảnh hưởng trong giới chính trị, cho nên không chấp nhận bất kỳ tin tức tiêu cực nào ảnh hưởng tới mình. Tôi đã khuyên được bà ta tìm Bảo Xích kéo phía sát về, về sau sẽ bàn luôn phần chi tiết. Tốt, Bảo Xích. Vậy cậu và Đinh cố gắng giúp đỡ bà nghị viên vĩ đại này của chúng ta. Khi thời cơ chín muồi thì kéo bà ta xuống ngựa, tố cáo bà ta hối lộ bầu cử, làm chính trị đen. Yên tâm đi sếp Trác, tôi sẽ giải quyết mà. Bà Bộ chỉ muốn liên nhiệm thành công mà tìm Bảo Xích để kéo phiếu sắt cho bà. Nếu như bọn họ thật sự hợp tác thành công, dù có đắc cử hay không đều sẽ bị khởi tố hối lộ bầu cử đó. Tốt lắm, bà ta nếu như bị bắt thì tất cả đều đồng thuộc về anh thôi. Nhưng mà cách Từ Gia Bảo và Quách Chính đều bị mất tích hết rồi. Hôm nay sếp Trác có nói là biết được hai người họ đang ở đâu. Anh nghĩ là ai đã bắt họ đi hả? Có người bắt họ đi cũng được, bọn họ lẫn trốn cũng được. Bây giờ chúng ta đang chạy đua với thời gian, đợi sau khi bà Bồ bị cảnh sát bắt giữ rồi, số tài sản mà bốn người tụi anh đồng sở hữu sẽ chuyển hết lại cho anh. Đến lúc đó anh sẽ cùng em rời khỏi Hồng Kông, tới một nơi đẹp hơn cả thiên đường, hưởng thụ thế giới của hai người.
Từ khi Khang Đạo Hành để em ở bên cạnh anh tới giờ thì tập đoàn này đã không còn an toàn nữa. Giải tán là chuyện sớm muộn thôi. Vấn đề là ai là người có thể chơi tới cuối cùng, trở thành người chiến thắng. Thì anh chính là người chiến thắng đó đó. Em chính là phần thưởng lớn của anh. Bà Bồ có tin tốt nè, kết quả kiểm phiếu trung kỳ đã có rồi, bà là người đứng đầu đó. Hay quá, chúc mừng bà Bồ. Chúc mừng. Cảm ơn. Cực khổ cho mọi chúc người mừng. Rồi. Lần này bà Bồ chiến thắng chắc chắn là sẽ rất thuận lợi. Lần này là nhờ cô tìm anh Tiết giúp đỡ. Lát nữa khi có kết quả chuyển tiền cho anh được rồi. Ok, yên tâm, tôi biết làm sao rồi. Bồ Dương Thục Dân tạm thời dẫn đầu. Nếu như anh em tổng bộ kiểm tra thấy tiền đã được chuyển đi thì chúng ta có thể bắt người. Yes sir. Thủ đoạn của đám người này gian lận bẩn thỉu, đúng là quá mất mặt. Còn nói là vì nhân dân phục vụ nữa chứ. Con người yếu đuối lắm, nhiều khi sẽ bị tư lợi che mờ con mắt. Nhưng mà cậu tuyệt đối có lòng tin. Chỉ cần chúng ta chịu kiên trì, thế giới này vẫn còn công lý mà. Bà Bồ, tỷ số đã vượt xa, lần này bà thắng chắc rồi. Chuẩn bị chuyển tiền đi. Tôi vào nhà vệ sinh trang điểm lại để chuẩn bị gặp phóng viên. Ok. Khu vực tuyển đông Tân Giới, đảng Lợi Dân, Bồ Dương Thục Dân, 58.305 phiếu, đắc cử. Hay quá, thắng rồi. Bồ Dương Thục Dân đã chuyển tiền rồi, hành động. Ủa, nhân vật chính hình như không có ở đây. Ra phía sau coi sâu. Dạ rõ. Thả cô ra, chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ để bắt cô. Có phải Quách Chính và Từ Gia Bảo mất tích cũng là do anh làm không? Tôi biết anh cảm thấy pháp luật không thể trừng trị được họ. Tôi biết là anh rất muốn trả thù cho ba người mẹ của tôi, nhưng mà làm vậy không phải là cách tốt nhất. Anh dừng tay lại đi. Ba người họ cũng không muốn nhìn thấy anh càng ngày càng lún sâu. Bây giờ anh tự thú với sếp Trác, anh còn cơ hội để bảo vệ cho anh. Anh xin lỗi, em nói gì cũng vô dụng thôi. Anh chỉ tin vào chính mình. Ở trên không có phát hiện, những người còn lại xuống bãi xe lục soát. Yes sir. Sếp Trác, đã tìm hết rồi, vẫn không tìm được Bộ Dương Thục Dân. Tổng bộ đã cử đội chi viện tới lấy khẩu cung của mọi người ở đây. Con qua bên phòng bảo vệ, lấy hết tất cả các camera ở đây. Sẵn tiện gọi điện cho sở giao thông, nhờ họ gửi tất cả CCTV xung quanh con đường này cho cậu. Yes sir. Có phải là Bảo Xít làm không? Cô phản ứng vậy tức là tôi đoán không sai rồi. Có phải anh đi tìm ảnh không? Tôi đi chung với anh. Sự thật chứng minh cô sẽ làm việc theo tình cảm. Cứ lại đi. Anh với lại đi sai đường thôi. Anh giúp ảnh quay về đi. Sếp Trác, sao tới thăm tôi tốt quá vậy? Cậu giấu ba người bọn họ ở đâu? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Anh bình tĩnh trước đã. Nếu như anh có chứng cứ chứng minh tôi bắt bọn họ thì tôi sẽ để cho anh bắt tôi về từ từ tra xét. Nhưng mà có nói được thông tin hay không thì tôi không dám chắc. Cậu tưởng là tôi không dám hả? Để tôi nhắc nhở anh một câu. Nếu như đúng là tôi bắt họ đi thì bây giờ mà anh bắt tôi giam 48 tiếng thì họ sẽ thiếu lương thực thiếu nước bất cứ lúc nào, không chừng chống cự không nổi nữa đó.
Nói tôi biết ba người bọn họ đang ở đâu, tôi có thể không truy cứu nữa. Nói cho anh biết rồi thì sao? Anh đi bắt bọn họ à? Khởi tố họ sao? Chúng ta từ trước tới giờ đã thành công được gì chưa? Từ khi chúng ta bắt đầu điều tra vụ án này đã chết bao nhiêu người vô tội, nhưng mà chúng ta vẫn không làm được gì hết. Tại sao? Tại vì họ sức mạnh thế mạnh, mạnh tới nỗi có thể đè bẹp pháp luật. Tôi hiểu được tâm trạng của cậu. Tôi cũng là một cảnh sát. Bây giờ cậu biết pháp phạm pháp, cậu đừng tưởng lạm dụng tư hình là có thể nhấn mạnh công lý nghe chưa. Anh có biết cái gì gọi là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật không? Cả đám bọn họ đang làm như vậy đó. Anh đã từng trải qua việc chính mắt nhìn thấy người vô tội bị giết chết trước mặt mình chưa? Pháp luật bảo đảm được những gì cho họ? Không bảo đảm được cái gì hết. Tôi không còn tin vào pháp luật nữa. Công lý thật sự không phải do pháp luật chấp hành, mà là dựa vào lương tâm của chúng ta. Lương tâm của mỗi người đều không giống nhau. Vậy tiêu chuẩn của lương tâm là ở đâu? Bảo xít, cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Tin tôi đi, hãy giao bọn họ lại cho tôi. Họ nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Hay là vậy đi, tôi có một biện pháp và cả đôi đường. Xã đoàn lớn nhất Hồng Kông chính là Hồng Anh, và tôi là người cầm đầu. Người chính đáng hay không chính đáng đều do tôi nắm giữ. Thậm chí tôi có thể đưa anh lên vị trí trên cùng. Tới chừng đó chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau kiếm tiền, lập ra một trật tự mới. Chúng ta chính là tiêu chuẩn của công lý. Ai không nghe lời sẽ phải chịu sự trừng phạt. Sao hả? Kế hoạch này hoàn hảo lắm phải không? Anh tin tôi đi, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mới. Cái cũ không ăn thua gì nữa rồi. Đi theo tôi mới có lối thoát. Bảo Xít, cậu đừng tiếp tục sai nữa. Cậu không thể có chuyện được. Nếu như cậu có chuyện thì Đinh sẽ ra sao? Cậu đã mất đi ba người mẹ rồi, giờ chỉ còn lại một mình cậu thôi đó. Tôi chính là dì Đinh và ba người mẹ của cậu. Họ cũng là những người vô tội mà. Cho dù có xấu xa như Đàm Quang Hỷ thì ông cũng không nên có kết cục như vậy. Phải thay đổi đồ xếp trác à. Không thể để cho mấy chuyện này xảy ra nữa. Tôi tin rằng Đinh sẽ hiểu cho tôi. Nếu như cậu vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Chuyện này thì đương nhiên, nhưng mà tôi cũng là một cảnh sát. Bắt được tôi rồi hãy nói đi. Amy, sau khi Bộ Dương Thục Dân mất tích, bạn Ngôn Đình có phản ứng gì không? Hắn ta cũng hơi lo lắng, nhưng lại không chịu tăng cường thêm bảo vệ. Lịch trình mỗi ngày đều như từng ngày vậy. Vậy cô cảm thấy sự mất tích của ba ông chủ có phải là do hắn làm không? Không cần hỏi, chắc chắn là do hắn làm rồi. Ba ông chủ bốc hơi mất tiêu, ai là người có lợi nhất? Cũng chưa chắc đâu. Tập đoàn vẫn đang hoạt động bình thường, cớ gì phải chút quà vào thân chứ? Có thể họ có rất nhiều điểm bất qua, cả chúng ta cũng không biết thì sao? Như tôi ở bên cạnh bằng Ngôn Đình đã lâu, tôi cảm thấy không phải là hắn ta làm đâu. Vậy hắn có đề cập với cô chuyện ba đối tác của mình mất tích có ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của hắn không? Việc phát triển của Đông Bắc Tân Giới không phải là hắn quyết phải dành về tay mình sao? Mấy chuyện trong việc làm ăn dù kia hắn cũng không nói chi tiết tường tận cho tôi biết đâu. Được, cô hãy tiếp tục chú ý hắn đi. Có tin tức gì lập tức báo cáo cho tôi. Alo, Hiền hả? Có chuyện gì? Tại sao lại vậy? Ok, cô theo trước đi. Bây giờ cậu về liền. Có chuyện gì vậy sếp Trác? Bà Ngôn Đình bị sát thủ bắn lén trúng đạn rồi, hiện giờ đang được đưa vào bệnh viện, tình trạng vẫn chưa rõ. Cô Bi, Hân, hai người lập tức tới bệnh viện xem. Yes, yes sir. Đinh à, ra ngoài nghe ngóng coi là do ai làm. Ừ. Amy, lập tức tới nhà bà Ngôn Đình điều tra xem có manh mối gì không. Yes sir.
Làm ơn, cho hỏi bàn công định nằm ở phòng nào vậy? Cô đợi một chút. Đi thang máy lên lầu 3, phòng số 46. Hello, cô bất ngờ lắm phải không? Tôi cũng bất ngờ đó. Thì ra cô biến chất rồi. Tôi không biết cô đang nói đang gì nữa. Biến chất gì chứ? Bây giờ tôi đang tiếp cận bằng Ngôn Đình. Hắn gặp tai nạn tôi đến thăm hắn cũng là chuyện bình thường thôi. Nó nghe cũng hay đó, nhưng lại không hề đáng tin. Cô đã yêu bằng Ngôn Đình, rõ ràng là cô đã trở thành người của hắn rồi. Mấy cô hiểu lầm hết rồi. Giờ tôi đang giả làm bạn gái của hắn mà. Đương nhiên diễn thì phải diễn cho thiệt là giống chứ. Mấy cô cũng là nội gián, mấy cô cũng hiểu mà. Được thôi, nếu đúng như cô nói thì về gặp sếp Trác mà giải thích đi, coi coi là thiệt hay là hiểu lầm. Được thôi, dù sao tôi cũng muốn làm cho rõ. Thả tôi ra. Sếp Trác cũng là sếp giỏi, nghĩ được chiêu này để dụ cô ta lòi đuôi cáo ra. Tại sao cô lại làm như vậy? Bà Ngôn Đình có cái gì hấp dẫn cô? Cô biết rõ là phạm pháp mà vẫn cam tâm tình nguyện giúp hắn. Quan hệ giữa cô và bà Ngôn Đình bắt đầu từ khi nào? Cô không nói không đồng nghĩa là chúng tôi không tìm được tội chứng của bà Ngôn Đình. Chúng tôi nhất định sẽ có cách. Bây giờ tạm thời bắt giữ cô ở đây, đợi tới khi chúng tôi bắt được bà Ngôn Đình thì mới đưa về sở cảnh sát một lượt luôn. Muốn bắt tôi làm con tin à? Chứ em không bao giờ mắc bẫy đâu. Để rồi coi. Chúng tôi điều tra được, bên cạnh bà Ngôn Đình còn có rất nhiều phụ nữ. Cô dị hắn như vậy có đáng không? Không thể nào. James sẽ không thay lòng. Không ai hiểu rõ ảnh bằng tôi cả. Cô vì một tên tội phạm mà phản bội, không cảm thấy đáng tiếc sao? Ảnh không phải là tội phạm, ảnh là ân nhân cứu mạng của tôi. Cô làm vậy không thấy có lỗi với sếp Khang sao? Sếp Khang vì bảo vệ các cô mà chấp nhận hy sinh. Tôi tiếc thay cho sếp Khang, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Bởi vì trên thế giới này không ai tốt với tôi hơn James. Lúc tôi làm nội gián, khoảnh khắc đau khổ nhất là anh đã kéo tôi ra, là anh đã dùng tình yêu tương kích lệ tôi làm lại từ đầu. Cho nên mạng của tôi là thuộc về ảnh. Tôi không tin tưởng một người tham danh hám lợi sẽ đối đãi thật lòng với người khác. Vậy James nhất định sẽ khiến anh thất vọng. Sếp Trác, tôi khuyên anh nên cẩn thận. Bởi vì James nhất định sẽ bất chấp tất cả để cứu tôi. Xin lỗi, bây giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết nha. Cô Lâm có tin tức gì không vậy? Cho người đi tìm rồi vẫn không thấy. Tôi mặc kệ, cho dù ra sao cũng phải tìm được cổ. Cô tên gì vậy? Ông bà, có phải đang tìm cô Lâm không? Bảo Xích. Tôi biết cô đã ở đâu. Có hứng thú nói chuyện với tôi không? Đừng lãng phí thời gian nữa. Rốt cuộc Amy đang ở đâu? Đừng có lo quá, cổ bị cảnh sát bắt rồi. Cảnh sát là bạn chính nghĩa mà, sao làm hại cổ được? Thực ra anh đã biết tôi là nội gián rồi phải không? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Thực chất Amy là nội gián, sau khi quen biết anh thì trở thành người của anh. Giữa bạn trai bạn gái với nhau ngoại trừ anh em ra, không thể nào không nhắc tới thân phận thật sự của tôi. Được, anh muốn gì? Chỉ cần anh chịu bỏ ra chút ít, tôi sẽ giúp anh cứu cổ. Anh ra giá đi. Kế hoạch phát triển Đông Bắc Tân Giới, anh ra, tôi vào. Nói đơn giản một chút, tức là giao công ty đầu tư Tiểu Tứ Hỷ này cho tôi. Con người của anh cũng quá tham lam đó. Anh có biết chỗ đó đáng giá mấy cái trăm triệu không? Hết cách rồi.
Làm nội gián nhiều năm như vậy, đã vào trận chiến rồi, không lý nào chị lấy được chút tiền lẻ, có đúng không? Tiền quan trọng hơn hay là cô Lâm quan trọng? Chắc là trong lòng anh biết rõ. Chỉ cần Amy quay về bên tôi là tôi không cần gì nữa hết. Có người bạn trai tốt như vậy, làm bạn gái của anh đúng là hạnh phúc. Sau khi tiêm thuốc tê xong sẽ không thấy đau nữa. Em suy nghĩ kỹ rồi chưa? Sau khi xăm xong thì không thể quay đầu trở lại nữa đó. Mê cung của anh thiết kế đẹp như vậy, sao em lại hối hận chứ? Bên trong miếng thủy tinh này có 10 tỷ là số tiền anh kiếm được trong nhiều năm nay. Giấu trong người của em, anh cảm thấy an toàn nhất. Xin lỗi cô em nhiều nha. Trận bóng hồi tối làm cho tôi muốn điên luôn. Nhưng mà đúng là đồ bỏ, không vô được cái nào hết. Phải đó. Anh giỏi như vậy sao không ra đá đi, nói nhiều quá. Cho qua kìa, cô em phải ra đó. Đại ca, đúng thiệt là với Lộc. Chuẩn bị làm việc. Dạ. Sao vậy? Không ăn thật sao? Không ăn thì không có gì ăn đâu. Trời ơi, cháy rồi. Làm sao đây, chúng ta đi hay không? Chúng ta đi thôi. Đông à, gọi điện thoại cho sếp Trác đi. Đi. Từ từ Bảo xích, rốt cuộc anh muốn gì? Anh đừng làm bậy đó. Ông bà không tha cho anh đâu. Yên tâm đi, cô không giống bọn họ. Cô là khách quý mà. Tôi tới cứu cô đó. Anh bà kêu anh tới sao? Còn ai nữa đây? Với tính cách của anh, không lý nào học phóng tới vậy, tặng bữa trưa miễn phí cho anh. Phần quà của ông bà chắc là cũng lớn lắm ha. Lớn ơi là lớn luôn. Ông ta đồng ý giao toàn bộ kế hoạch phát triển Đông Bắc Tân Giới cho tôi. Không thể nào. Anh không thể nào đem sự nghiệp nhiều năm kinh doanh cực khổ tặng hết cho anh được. Cho nên mới nói anh ta yêu cô lắm. Đem sự nghiệp cả đời đổi sự an toàn của cô. Tôi cũng thấy cảm động đó. Sao rồi Bảo Tích? Ông bà, việc anh kêu tôi làm xong xuôi rồi. Tôi muốn nói về cậu với cổ. Chào một tiếng đi. James, sao anh không quá đem hết? Ông bà, bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Tôi nghĩ là anh sẽ không đuốt lời. Yên tâm đi, đã hứa với anh, nhất định sẽ không đuốt lời. Ông bà, có cảnh sát họ Trác muốn gặp ông. Sếp Trác, cậu biết tìm tôi có chuyện gì không? Cứ ngồi tự nhiên. Tôi nghĩ là chúng ta không cần dòng do Tam Quốc nữa. Thật ra Lâm Hi Vi là nội gián. Chúng tôi nghi ngờ cổ phản bội cho nên đã bắt cổ. Không ngờ hôm nay bị ai đó cướp mất. Chúng tôi nghi ngờ là do anh làm. Nghi ngờ? Chứng cứ đâu? Anh bạn đây vừa giỏi vừa tài. Muốn cướp đi một người đâu có gì là khó. Người giúp anh làm việc cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh, nếu như anh không hợp tác với phía cảnh sát chúng tôi, tới cuối cùng người bị hại đó có thể là cô Lâm. Sếp Trác, tôi nghĩ sếp đoán sai rồi. Tôi cũng đang lo lắng cho bạn gái của tôi. Và lại tôi cũng đang tìm cổ. Tuy là tôi quen biết Amy không lâu, nhưng mà tôi biết cổ là một người rất giàu tình cảm. Tình yêu cổ đối với anh
chắc chắn là vượt xa tưởng tượng của anh. Nếu như anh bạn cũng yêu cổ giống vậy, không muốn cổ xảy ra chuyện, tôi nghĩ là nên suy nghĩ nghiêm túc những lời tôi nói với anh lúc nãy. Sếp Trác, rất cảm ơn anh quan tâm tới hai chúng tôi. Nếu như có tin tức gì, người đầu tiên tôi thông báo chắc chắn là anh. Nếu đã vậy, tôi đi đây. Em đoán xem tập đoàn phạm tội này của ông Tống bao năm nay tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền? 5 tỷ. Ít nhất là mấy chục tỷ. Em không nghe lầm chứ? Trừ phi là anh tính sai. Vậy có nghĩa là tiền bọn chúng kiếm được từ kế hoạch phát triển Đông Bắc Tân Giới đối với họ mà nói cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc. Gia tài của bà Ngôn Định có bao nhiêu? Anh nghĩ ít có ai biết. Hắn đã kiếm được nhiều tiền vậy rồi, xài 10 kiếp cũng không có hết. Tại sao còn không dừng tay, còn phải tiếp tục làm những chuyện phạm pháp chứ? Tiền bây giờ đối với họ mà nói đã không còn quan trọng, là quyền lực, là tham vọng nắm giữ mạch máu kinh tế Hồng Kông. Thật ra một người chỉ cần sống bình thường đơn giản, ở bên người mình thương yêu, không phải đã rất hạnh phúc rồi sao? Nếu ai cũng nghĩ giống như em vậy thì làm gì cần nhiều cảnh sát vậy chứ? Vậy cũng phải. Em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Anh ở lại xem thử có sơ sót gì không. Không chịu. Không lẽ nào mấy số liệu này anh xem hiểu mà em xem không hiểu? Em phải nghiên cứu tiếp đó. Không chịu, háo thắng thì có. Hay là vậy đi, rót ly cà phê cho em lấy lại tinh thần. Cảm ơn. Xét nghiệm của anh đã có kết quả, chứng thực trong não của anh có một khối u ác tính. Sao lại như vậy? Thực ra khối u này đã có rất lâu rồi. Bởi vì anh ngã lầu bị thương dẫn tới thường xuyên chảy máu mũi cho nên mới phát hiện ngoài ý muốn. Nhưng mà do vị trí khối u có lẽ không thể làm phẫu thuật, anh phải chuẩn bị tâm lý. Vậy tôi còn sống được bao lâu? Khoảng 3 tháng. Hôm nay gọi mọi người tới đây là muốn bàn về việc chọn trưởng quản sắp tới đây. Hy vọng mọi người cho chút ý kiến xem có gì cần cải thiện không. À, còn có cái gì cần phải cải thiện nữa. Năm nay Hồng Anh của chúng ta đúng là quá tuyệt vời rồi. Từ sau khi Bảo Xít lên làm trưởng quản, việc làm ăn của Hồng Anh càng làm càng thịnh. Mấy ông ai ai cũng tìm vô như nước hết, đúng không? Tôi thì thấy tiền tài là chuyện nhỏ thôi, thể diện mới là chuyện lớn. Ngày xưa xã đoàn nào cũng coi thường Hồng Anh xã của chúng ta hết đó. Sau khi Bảo Xít lên làm chủ rồi thì chuyện gì cũng ưu tiên cho Bình hết hả? Phải rồi, cần suy nghĩ nhiều nữa. Nè, tóm lại mọi thứ y như cũ, tất cả mọi người ở đây nhất định chọn cậu. Phải rồi, đừng có từ chối. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng mà xã đoàn cũng có quy tắc của xã đoàn, tới chừng cũng phải xem anh em mọi người bỏ phiếu coi ai phản đối hay không mới được. Bảo Xít là cậu nói rất đúng nha. Mấy đứa nhỏ tụi mày phải học hỏi theo đó nghe không? Hả? Cái này gọi là thắng mà không kêu ha. Bảo Xít giỏi lắm. Giỏi lắm. Đinh à, cô làm gì vậy? Chúng tôi đang họp, cô ra ngoài đi. Tôi biết các người đang bàn việc chọn trưởng quản mới đúng không? Cô biết mà còn vô hả? Vì tôi cũng muốn được chọn, tôi muốn làm trưởng quản Hồng Anh. Đinh à, không phải là tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Cô muốn tranh cử trưởng quản không sao hết, chẳng qua là không biết có chú bác nào chịu chọn cô, có người nào đề cử cô không? Nói đúng đó, các chú bác Hồng Anh đều ở đây, có người nào ủng hộ cô Đinh không? Có không? Có. Anh Phúc. Ba người chúng tôi ủng hộ Đinh đó. Anh Phúc à, mời ngồi. Hôm nay ba ông già chúng tôi lặn lội đường xa từ thẩm quyến đến đây vì điều gì? Chỉ vì một chuyện, chúng tôi ủng hộ Đinh làm trưởng quản của Hồng Anh. Anh Phúc à, mấy anh không ở Hồng Kông ít nhất cũng đã mười mấy năm rồi,
mấy anh có biết gần đây ai mạnh nhất Hồng Anh hay không? Biết. Bò xích chứ gì. Tôi mặc kệ bò xích hay bò rùa, tóm lại chúng tôi đều ủng hộ Đinh tới cùng. Người nào mà mạnh nhất thì người đó làm. Bảo xích tưởng là có phiếu bầu của đám chú bác đó thì sẽ thắng chắc, nhưng không ngờ là có ba chú bác cũ lại đã ủng hộ tôi. Làm như vậy thật sự có thể cứu được Bảo xích không? Anh Phúc bọn họ đứt cầu vòng trọng, cơ hội thắng của cô rất lớn. Trước khi ứng tuyển, tôi kêu cô Bi làm vài động tác, tới lúc đó cô nhất định được chọn. Tôi hy vọng đả kích sẽ làm cho Bảo xích tỉnh lại. Bởi vì cậu ta quá tự cao tự đại đi, mới bị mất phương hướng. Đả kích cậu ấy là hy vọng cậu ấy tỉnh táo trở lại. Hy vọng ảnh thực sự tỉnh lại. Phải có lòng tin với mình, chỉ có cô mới có thể giúp được cậu ấy. Phải rồi, sao anh tìm được ông Phúc với hai ông kia vậy? Ba người bọn họ ngày trước đều là lãnh đạo của Hồng Anh, có chút qua lại với tôi. Tôi mở miệng nhờ, không lý nào họ không giúp. Thì ra anh vẫn còn nhiều vũ khí bí mật, anh lấy ra hết một lúc có được không? Mấy cái qua lại này dùng một lần thì giảm một lần. Nếu như không phải vì giúp Bảo Xích, tôi cũng không nhờ tới họ đâu. Vậy tiếp theo mình nên làm sao đây? Nếu như Bảo Xích là người đã bắt Amy đi, cậu ấy nhất định ra điều kiện với bà Ngôn Đình. Cô hãy để ý hành động cậu ấy, báo cho tôi để tôi chuẩn bị sớm. Ngồi đi, thử tách trà Long Tỉnh này đi, vừa mới mang về từ Hàng Châu Tây Hồ đó. Cảm ơn. Trà thanh lắm. Bảo Xích bên đó làm sao rồi? Họ ta nói muốn lập trật tự mới, dùng cách của mình thi hành chính nghĩa. Thật ra thì kệ cô ta làm đi, dù sao cô ta cũng sẽ giúp chúng ta đối phó với bàn Ngôn Định, Từ Gia Bảo, Quách Chính và Bùi Dương Thục Dân sạch sẽ gọn gàng. Thật ra con người của Bảo Xích cũng giống như trà Long Tỉnh vậy, nước quá nóng sẽ khiến cho nó chát và khó uống. Cứ từ từ. Tôi biết làm sao rồi, tôi nhất định sẽ giúp ông giành lại Tiểu Tứ Hỷ về. Chị em, anh vừa có tài vừa có tiền, nhất định là có rất nhiều cô gái theo anh. Anh đâu thể lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi với tôi hả? Đúng là tôi có rất nhiều cô gái bên cạnh, nhưng mà tất cả đều không phải là trà của tôi. Trời, vậy chỉ có hai chữ thôi, ghen tị với anh quá. Còn anh thì sao, có tình sử gì kể ra nghe chơi? Tôi hả? Đâu có gì đâu. Từ nhỏ sinh ra thì không đẹp trai, làm gì có bồ chứ. Cho dù là có thì cô không dám theo đuổi người ta. Thật ra tán tỉnh cũng phải có kỹ thuật đó. Anh chưa thử sao biết không được kia chứ. Thật ra tôi cũng muốn thử lắm, nhưng mà tôi sợ, tức là lỡ như thử mà thất bại thì ngay cả bạn bè cũng không làm được đó. Đừng bi quan quá, uống rượu đi có được không? Không sao đâu, ý hết rượu rồi, tôi đi lấy thêm hai chai nha. Vậy thì được nha. Vậy anh lựa hai chai ngon nhất đi ha. Từ từ lựa, không cần gấp ha. Có phát hiện kho hàng quy ký Du Mã Điện. Nè, tôi tới rồi, anh ở đâu vậy? Đinh tiểu gia, để tôi dẫn cô đi gặp con chim én của cô. Xin lỗi nha Đinh à, là tôi ngu, là tôi vô dụng, bị bà Ngôn Đình lợi dụng mà không biết. Không liên quan tới anh. Sao vậy, anh không sao chứ? Không sao, làm thằng lưu manh sớm biết sẽ có ngày bị người ta đánh mà. Nhưng mà đừng để tôi trốn thoát, chuyện lần này tôi nhất định sẽ trả gấp 10 lần. Lần này là tôi kêu anh giúp đỡ, bây giờ liên lụy anh, thành thật xin lỗi. Nè, tôi có luyện kim trung tráo mà, đúng không?
Chuyện nhỏ này không làm tôi bị thương đâu. Quan trọng là cô không sao. Cô yên tâm đi, tôi có đền cái mạng này cũng nhất định bảo vệ cô hả? Ăn cơm đi, cô cũng đói rồi. Anh đã tới đây, tức là có mang theo thứ mà tôi cần phải không? Tôi đã ký tên và thư chuyển nhượng cổ phần trong này rồi. Anh cầm lấy bộ hồ sơ này, Tiểu Tứ Hỷ và cả đất của Đông Bắc Tân Giới đều thuộc về anh hết. Thật là ngại quá, tôi vẫn phải thay đổi chủ ý. Tiểu Tứ Hỷ thì không có rồi, người của anh á thì có hai người. Nè, đừng có làm bậy nha. Nè, tôi hào phóng một chút. Tôi hai người, đổi cổ một người, có ý kiến không? Đổi hay là không đổi? Thả người. Cẩn thận! Chạy con! Chạy đi! Không biết giờ Bảo Xích ra sao nữa. Chắc là anh không sao đâu. Chắc không sao đâu. Đình à, tôi có chuyện rất quan trọng, rất muốn nói với cô. Anh sao rồi? Anh nghỉ chút đi, tôi rót ly nước cho anh. Hả? Sao vậy? Cô nghe tôi nói đi. Thật ra tôi đã thích cô từ lâu lắm rồi. Anh nói gì vậy? Mình là bạn thân mà. Anh bị trúng đạn hả? Tại sao không nói sớm chứ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.